Chào mọi người, mình là Haru. Rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình ngày hôm nay. Mọi người ơi, hãy nhớ yêu mến Haru nha. Yêu mến bằng cách hãy like cho video của Haru. Yêu mọi người rất nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thời niên thiếu của Son Goku. Haru rất là thích Son Goku lúc còn bé luôn. Đó là một cậu nhóc quậy phá nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về những cái khoảnh khắc mà Son Goku còn lúc nhỏ nha. Goku được gửi xuống trái đất vào năm 3 tuổi. Sau khi xuống trái đất, Goku được ông Son Gohan nhặt mang về nuôi. Thời gian đầu vì bản tính hung hăng của người Saiya, Goku là đứa bé hay quậy phá, luôn đập phá mọi thứ. Nhưng trong một lần vô tình bị ngã xuống vực, bị thương mạnh ở đầu, Goku bị mất trí nhớ. Cậu thay đổi hoàn toàn, trở thành một cậu bé hiền lành, nhân hậu và hiếu thảo. Trong một đêm trăng rằm, cậu nhìn vào mặt trăng và biến thành con khỉ độc vô cùng to lớn, hung dữ và có sức mạnh kinh khủng. Và trong hình dạng khỉ độc khổng lồ, Goku bị mất hoàn toàn khả năng kiểm soát bản thân. Cậu chỉ biết tàn phá mọi thứ. Chính vì thế, trong lúc cậu vô tình giết chết chính người ông đã nuôi dưỡng mình khôn lớn mà không hề hay biết. Goku lớn lên mà không có ai chăm sóc. Cậu sinh sống như một người rừng cho đến khi gặp được Bulma và lên đường bắt đầu tìm Ngọc Rồng. Rồi cậu gặp những người bạn tốt như là Yamcha, Chi Chi, bạn đồng môn Kilin, Tiên Sinh Hăng. Goku cũng gặp sư phụ Quy Lão Tiên Sinh, người truyền dạy cho cậu môn Kamehameha. Cậu đoạt giải nhì 2 lần liên tiếp trong 2 kỳ đại hội võ thuật. Sau khi giết chết Piccolo, Goku lên thiên đường tìm Thượng Đế để học võ. Cậu suýt đánh lầm ông vì ông rất là giống Piccolo. Nhưng rồi sau đó cậu biết được hai người là do tách ra nên rất là giống nhau. Sau khi học võ xong, Goku xuống tham gia đại hội võ thuật lần 3 trong đời mình. Gặp Piccolo con, được Piccolo dùng phương pháp sinh sản vô tính sinh ra. Có dạ tâm giống hệ cha mình, Goku đánh bại Piccolo con trong trận đấu chung kết nhưng không giết chết Piccolo và vô địch giải võ thuật năm ấy. Tới đây là hết phần 1 của phim. Sau này Goku lớn lên và bắt đầu đi giải cứu thế giới và còn cưới vợ sinh con nữa. Vậy là chương trình của Haru đến đây là hết rồi. Chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình lần sau.